mình đi chắc tình chợ đêm ở Cần Thơ các bạn, Bến Ninh Kiều quá. Đang mùa dịch đó nó vắng vậy á, chứ mà không bị dịch nó đông ghê luôn. Đây là cái chợ đêm Bến Ninh Kiều các bạn. Đói à. Cũng náo nhiệt, bây giờ đang mùa dịch á. Thành ít người á, chứ ngày thường á đông ghê lắm. Bên đây là cái khu ăn uống đó các bạn. Rồi đâu là người ta bán hàng ăn được. Mình ăn vặt nha các bạn, ngắm đường phố một xíu.